Đệ tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ dâng lên lời tác bạch. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa giảng sư, nghiệp cảm của chúng sanh ư hằng sai biệt nay. Ngưỡng nguyện trên thượng tọa giảng sư, giảng bài pháp phẩm thứ tư, nghiệp cảm của chúng sanh kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Ngưỡng nguyện trên thượng tọa giảng sư từ bi hoan hỷ, giảng cho chúng con được pháp được thấm nhuần để làm phiền từ, đưa đường chỉ lối cho hàng Phật tử chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên thượng tòa giảng sư đã thùy từ chứng minh cho rồi, hàng đệ tử chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Xin cử ba hồi chung bát nhã cung thỉnh. Ban nghi lễ tác bạch cung thỉnh đã xong, kính mời ban chung cổ cử cho ba hồi chung trống bát nhã cung thỉnh chư tôn đức. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư cùng chư tôn đức và toàn thể đạo tràng. Trước khi buổi thuyết pháp bắt đầu, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư cùng chư tôn đức và toàn thể đạo tràng niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con cung thỉnh thầy khởi niệm A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ni Phật. Chúng con cung thỉnh đại đức giảng sư an tọa, chúng con cung thỉnh chư tôn đức an tọa, và chúng con kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư cùng chư tôn đức và toàn thể đạo tràng. Hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm Quý Mão, là ngày khóa tu một ngày an lạc, cũng là chương trình đại lễ Vu Lan của Tu Viện Linh Thú Phật Lịch 2567 Dương Lịch 2023. Và giờ này chúng con xin được phép cung kính giới thiệu đang hiện diện trên pháp tòa hôm nay là Phó Ban Từ Thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Tu Viện Linh Thứ và trụ trì Chùa Long Thanh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Chúng con xin được phép cung kính giới thiệu Sư Phụ Đại Đức Tiến sĩ Đào Hiệu Thích Thiện Xuân. Và chúng con xin được phép cung kính giới thiệu có sự hiện diện của chư tôn đức tăng ni Tu Viện Linh Thứ cùng chư tôn đức tăng ni gần xa. Chúng con xin được phép cung kính giới thiệu chung.
Và chúng con xin được phép đại diện ban tổ chức xin hân hoan chào đón toàn thể quý Phật tử gần xa đã vân tập về tham dự khóa tu một ngày an lạc và đại lễ Vu Lan của tu viện Linh Thú. Xin chào đón bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. A Di Đà Phật. Giờ này chúng ta vô kinh luôn. Đại chúng có quyển kinh trước mặt không? Ban tổ chức truyền kinh xuống cho quý Phật tử khỏi đi Tây Phương thỉnh kinh. Trang số 35, phẩm thứ tư, kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Nghiệp Cảm của chúng sinh. Mình học trên kinh xong rồi, bắt đầu mình học ở tới bản, là mình rút cái chương trình nó lại. Bồ Tát Vân Chỉ, lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nương sức oai thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này ở khắp trăm nghìn muôn ức thế giới để cứu vớt tất cả chúng sinh bị nghiệp báo. Cái đoạn này thôi đó thì chúng ta cảm thấy rằng là tất cả chúng sinh bị nghiệp báo thì Ngài Địa Tạng Bồ Tát á, phát nguyện là nương sức oai thần của Đức Như Lai. Quý vị thấy là hầu sáng á, thầy học theo cái cách nói của kinh á, mà thầy nói. Hồi sáng khi thầy MC á, cho lên đọc cái bài khai mạc, có bài đầu đọc, không cho bài biểu đọc. Cho nên á, thầy mới nương vào cái sức oai thần của Tam Bảo, thầy mới nói về cái quả địa cầu tuyệt vời của chúng ta. Nương vào cái quả địa cầu này với cái nền văn minh nó tiến bộ, cho nên thế giới này là một nhà. Từ Đông Tây, từ Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nga cho đến Canada, Úc, Nhật, vân vân. Chúng ta đang có mặt ở đây và bây giờ tất cả các nước trên thế giới đều theo dõi và nghe đúng thời gian đó luôn. Quý vị thấy là thế giới này, quả địa cầu này có phải là một nhà không? Phải không nè? Phải cho một tràng pháo tay, thế giới này là một nhà rồi. Như vậy thì thế giới này là một nhà thì chúng ta nương vào cái lực của cái nhân loại để chúng ta có được cái tư tưởng của Phật giáo, đó là tư tưởng tri ân và đền ơn. Mà không phải chỉ riêng Phật giáo Việt Nam, mà chúng ta phải nói tới Phật giáo thế giới. Rồi Phật giáo Việt Nam và tất cả các tỉnh, thành, quận, huyện. Thì bây giờ, từng chùa thì chúng ta là một cái chùa nhỏ. Thế thì thầy đi từ lớn tới nhỏ, giống như trong cái kinh này. Bồ Tát được Đức Phật dạy cho Bồ Tát không phải là một đời một kiếp, cho nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói là con nương sức oai thần của Đức Phật nên chia cái thân hình này ra. Cho nên là thầy cũng giống như vậy, cho nên là bữa nay thì ở đây, ngày mai thầy chia qua Campuchia, bắt đầu ba bữa nữa thầy chia qua Mỹ. Đó, có phải là thầy dùng cái thân này mà chia đi nhiều nơi? Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được. Như vậy thì mình làm được cái việc gì, mình không có nghĩ là mình làm được, mà mình nghĩ là nhờ Đức Phật cho. Chúng ta nhờ cha mẹ cho chúng ta cái thân này, nhờ Đức Phật cho ta cái giáo pháp mà giờ này chúng ta được có mặt ở đây. Xin cảm ơn Phật, cảm ơn cha mẹ đã cho ta đi. Nay con lại được Đức Như Lai phó chúc, từ nay đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật, làm cho chúng sinh trong sáu đường đều đặng độ thoát. Xin vâng bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ có lo. Có nghĩa là lúc này Bồ Tát nói với Đức Thế Tôn rằng: Đức Thế Tôn đừng có lo. Vậy theo quý Phật tử, Đức Thế Tôn có lo không? Có không? Trả lời lớn lên coi. Đức Thế Tôn có lo không? Rồi một tràng pháo tay tặng cho quý vị. Nói sai cho nên không dám nói lớn. Phật nào mà lo? Đức Phật là Như Lai, Đức Phật có động không? Nói lớn lên, Đức Phật có động không? Đã là Như Lai mà không lẽ Như động? Như Lai ứng cúng chánh biến tri, cho nên Như Lai là
không đến cũng không đi. Cho nên có động không? Không. Không động cũng không tịnh. Ai nói tịnh cũng sai, mà ai nói động cũng sai. Hỏi Đức Phật có lo hay không? Thì nói rằng, con đâu phải là Phật đâu mà biết. Hỏi như vậy là hợp lý. Có hỏi là, thưa thầy, bây giờ mẹ con sanh về đâu? Thì nói, mẹ thầy đâu phải là mẹ con đâu biết. Thì mẹ con muốn sanh đi đâu đó, bà sanh bà biết, cái mắt gì thầy đâu mà hỏi. Mai là con đây nè, mà con đi đâu con hỏi thầy, thầy còn không biết nữa. Làm sao thầy biết được mẹ con chết sanh đi đâu? Con bài cái chuyện mà thầy trả lời cho nó trật không à. Cho nên ai hỏi cái gì mà mình không biết, mình nói mình không biết là chính xác. Quý vị cùng nói với thầy, ai hỏi mình không biết, mình nói mình không biết là mình biết. Mình biết mình không biết. Hiểu không quý Phật tử? Có hiểu ý này không? Thì mình không biết là mình biết là mình không biết. Chứ không phải là mình không biết. Mình biết. Biết gì? Biết không biết. Tôi biết tôi không biết. Chứ không phải là tôi không biết. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng trong những cái chúng sinh mà chưa được giải thoát, cái tánh thức của nó không có định. Hãy quen làm dữ thời kết thành quả báo dữ, còn quen làm lành thời kết thành quả báo lành. Như vậy chúng ta có một thói quen. Ai quen đi chùa là thường đi lắm. Còn ai mà không có quen đi chùa là nó hẹn hoài. Cứ nói tới là nó hẹn. À, nó nói con muốn lắm đi không được. Nhưng mà thật sự ra là không có quen. Người làm lành thì kết thành quả báo lành bởi vì nó quen rồi. Người đi chùa thì nó quen đi chùa đi. Làm lành cùng làm dữ là tùy theo cảnh duyên mà sanh ra. Cảnh duyên mà sanh ra. Đại chúng nói với thầy, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, ai cũng sống rồi chết. Đừng có đổ thừa con ơi. Con đổ thừa hoàn cảnh. Mà hoàn cảnh đọc ngược lại gì? Quảnh càng. Đó. Cho nên có nhiều người mình lại gần người ta, mình nghe người ta nói, mình tưởng là cái tâm người ta nó bao dung dữ lắm, nhưng mà lại gần mẹ thấy nó bung dao. Chúng sanh nó do cảnh duyên mà sanh ra, cho nên lăn mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ngớt, mê lầm chướng nạn, trải đến kiếp số nhiều như vi trần. Năm đường là đường nào? Đường địa ngục, đường ngạ quỷ, đường súc sinh, đường A-tu-la, đường người. Trôi lăn trong năm đường chứ còn chưa lên tới cõi trời. Cho nên chúng ta lên tới cõi người là nó hụp, nó lặn xuống nữa. Cho nên muốn được thân người khó lắm. Con rùa mù 100 năm mong cho có cái bọng cây nổi trên mặt biển á, nó ngôi lên nó gặp được cái bọng cây. Con rùa mù 100 năm nó nổi lên thì ngay cái đầu của nó đụng cái cọp thì nó leo vô, còn không đụng nó đâu thấy đường đâu mà kiếm. Ấy thế mà con rùa mù nó còn được vô bờ, nó gặp được cái bọng cây. Còn thân người mà muốn được thân người nữa khó lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng sinh nó làm thiện thì ít, mà nó mít lòng thì nhiều. Cho nên Phật tử mà bữa nay đi chùa đó, hầu sáng giờ đi chùa là mít lòng nhiều lắm, cho nên về hết rồi còn có nhiêu đây. Chào mừng những người hột chắc còn ở lại. Cái này là trôi lăn dữ lắm nè, nó lăn qua nó lăn lại còn thấy. Chứ mấy cái kia nó nổi lên rồi hết rồi. Đức Phật dạy, ví như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước chảy, hoặc tạm được ra rồi lại mắc vào lưới. Cho nên chúng ta giống như con cá vậy đó, vô lưới rồi ra lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sinh đó. Đức Phật lo nghĩ đến những chúng sinh đó, nhưng mà Bồ Tát Địa Tạng thì nói Đức Phật đừng có lo, Ngài để con. Cái vụ này thầy quen dữ lắm. Thầy với các đệ tử đi ra làm ở bên ngoài, nó nói sư phụ nghỉ đi để con.
thầy vô cái nó bỏ luôn. Nó biết quá mà. Tới chiều á, nó mệt rồi, cái còn thầy thì nó đâu dám vô. Cái nó nói sư phụ vô đi, để này cho con. Cái thầy quay đưng vô, cái nó vô luôn. Đó. Thầy biết lắm. Cho nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói như vậy mà Đức Phật có yên lòng để giao không? Hay là Đức Phật còn nắng ná chần chừ? Đức Phật còn nói nữa, đời trước ông đã trót lập nguyện, trải qua nhiều kiếp phát nguyện thệ rộng lớn, độ hết thảy hàng chúng sinh bị tội khổ, thời ta còn lo gì? Đức Thế Tôn nói vậy đó, an ủi. Ông đã phát nguyện nhiều đời nhiều kiếp cứu độ chúng sinh rồi, Thế Tôn an tâm lắm. Chứ không phải không an tâm, nhưng mà còn nán lại. Định Tự Tại Vương bạch hỏi, khi Đức Phật dạy lời như thế xong, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Định Tự Tại Vương ra bạch cùng Đức Phật rằng, có một vị Bồ Tát tên là Định Tự Tại Vương. Mà Đức Thế Tôn từ nhiều kiếp đến nay, Ngài Địa Tạng Bồ Tát phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế? Ngài hỏi chứ Ngài Địa Tạng phát cái thệ nguyện gì vậy mà nay Đức Phật khen như vậy? Cuối mong Đức Thế Tôn lược nói cho con. Có nghĩa là lược nói thôi, chứ còn nó nhiều lắm, nó không hết đâu. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng, lắng nghe, hãy khéo suy xét đó, ta sẽ vì ông mà giải bài rõ ràng. Có nghĩa là bây giờ Đức Phật giới thiệu với Ngài Định Tự Tại Vương về Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông vua nước lân cận, vô lượng vô số na do tha kiếp, về thở trước, lúc đó có Đức Phật ra đời hiệu là Nhất Thiết Trí, thành tựu Như Lai, ứng cúng chánh biên tri minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giả vô thượng sĩ địa người trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Phật đó thọ 60 kiếp. Khi Ngài chưa xuất gia, thời Ngài làm vua của một nước nhỏ. Quý vị thấy là những người xuất gia này ngày xưa làm vua thôi à. Vua mới đi xuất gia. Kết bạn cùng với vua nước lân cận, hai vua đồng thực hành 10 hạnh lành, làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác. Hai vua cùng nhau bàn tính, tìm những phương trước để dắt dìu dân chúng ấy. Một ông phát nguyện, tôi nguyện sớm thành Phật, sẽ độ dân chúng ấy, làm cho điều được giải thoát không còn thừa. Một ông phát nguyện, như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ, làm cho điều đặng an vui chứng quả Bồ Đề, thời tôi nguyện chưa thành Phật. Như vậy thì một ông nguyện thành Phật để độ chúng sinh, một ông nguyện độ chưa hết chúng sinh, chưa chịu thành Phật. Hai ông này là bạn với nhau, đúng hay là sai? Ai trả lời được tặng cho cái chánh điện tu viện linh thú. Thấy ghê chưa? Có ai phát tâm lên nói không? Chú Kỳ Ban. Có không? Có, mà ở xa quá, nói lớn lên luôn chú. Coi cái buri, cái bulin của chú còn khỏe không? Hai ông vua này làm bạn có hợp không? Rồi. Rồi, một tràng pháo tay tặng cho chú Bulin ngon không? Đó, thấy chưa? 70 tuổi rồi đó. Bulin còn tốt không? Đừng có nói Sony hay Parasonic. Cái này còn tốt hơn Sony nữa đó. Thế thì sư phụ hỏi, nhưng mà chú lại nói y như trong kinh. Sư phụ hỏi ngoài kinh. Thế vụ hỏi hai cái ông bạn này nè, có phù hợp không? Một ông nguyện sớm thành Phật để độ chúng sinh, một ông nguyện tôi độ chưa hết chúng sinh, chưa chịu thành Phật. Thì hai ông này là bạn rất là ăn ý với nhau. Lý do? Trả lời cái lý do đó mới quan trọng. Mình nói hai ông bạn này rất là hợp với nhau, rất là ăn ý với nhau. Vì sao vậy? Điều thứ nhất, một ông mà lo tu để thành Phật thì phải bỏ dân chúng ấy lại cho ông kia coi. Cho nên ông kia làm vua hai nước luôn, ông nọ tu,
đến trưa thì ông vua này dỡ cơm cho ông kia ăn để cho để ông kia ông ăn, chứ giờ hai ông tu hết ai dỡ cơm. Vậy cũng không hiểu nữa. Hiểu không quý vị? Thì ông nhập thất ông ở hoài đó. Chú trả lời vậy là tôi cho cái tranh điện chùa tu viện linh thú rồi. Hai ông vua này đều thực hành mười hạnh lành. Một ông nguyện sớm thành Phật thì ông nguyện sớm thành Phật, ông lo ông tu mới thành Phật chứ. Ông ra ông điều hành dân chúng sao có giờ đâu mà tu. Cho nên một ông tu, một ông điều hành đất nước. Cho nên ông điều hành đất nước, ông nói là tôi độ, tôi nguyện độ hết tất cả chúng sinh thì tôi mới thành Phật. Ông kia ông nói là tôi sớm thành Phật để độ chúng sinh. Thì thôi, ông thành Phật cũng vô thất đi, tôi lo cho. Thì ông để đất nước của ông lại cho tôi lo. Thấy không? Mặc định ông này làm vua hai nước. Ông kia vô thất ở, rồi vui thì ông cho cơm ăn, còn buồn thì cũng quên. Vì mắc đi lo diệt nước cho nên bỏ đói. À, ông kia mau thành Phật cho nên gọi là nhất thiết trí. Nhất thiết trí có nghĩa là tất cả trí tuệ. Người nào mà ham tu là chuyện gì cũng thông hiểu. Nhất thiết trí gọi là thế gian trí và xuất thế gian trí. Rồi đọc tiếp một đoạn nữa sẽ thấy. Đức Phật bảo Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng ông vua phát nguyện sớm thành Phật đó chính là đức nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Còn ông vua phát nguyện độ chưa hết chúng sinh tội khổ thời chưa nguyện thành Phật đó chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát vậy. Như vậy thì cái vị mà lo tu thì sớm thành Phật thôi. Mà cái người nào mà cứ lo làm việc thì độ phải cho hết chúng sinh. Cho nên một ông nguyện sớm thành Phật thì ông thành Phật rồi. Còn một ông mà nguyện độ tất cả chúng sinh thì còn là Bồ Tát Địa Tạng. Như vậy Bồ Tát với Phật á, là cái tâm mà cái ông độ chưa hết chúng sinh thành Phật thì ngay chỗ đó ông thành Phật trước rồi. Quý vị cùng nói với thầy, người nào giàu mới nghĩ tới cho người nghèo, người nào nghèo mới nghĩ mình làm cho có tiền giàu. Có nghĩa là cái người nào là chúng sinh thì mới cầu thành Phật, còn cái người đã là thành Phật thì phải nghĩ đến chúng sinh. Rồi thôi mình nói ngược lại, nói lớn lên, ai nghĩ đến chúng sinh vị đó là Phật. Ai nghĩ mình sẽ thành Phật người đó là chúng sinh. Đấy, vậy mới vỗ tay lớn lên. Giờ chú Kỳ Ban hiểu chưa? Rồi lên đây. Rồi nói luôn. Một tràng vỗ tay tặng cho chú. Chú hỏi cái gì tôi không nghe. Chú nói là chú cũng nguyện độ chúng sinh, nhưng mà nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương là có sai hay là đúng? Đó. Mình nghe nhưng mình giả bộ mình không nghe. Bữa mình được quyền giả bộ mà. Như vậy thì đúng hay sai á, thì tôi chưa có dám nói là lý do nào. Bởi vì mình mới có nguyện giảng sanh chứ có giảng sanh được đâu, thì làm sao mà nói sai. Có nghĩa là con nguyện độ chúng sinh mà con vẫn nguyện giảng sanh Tây Phương thì sai hay đúng? Thì ở đây là tôi đâu có dám nói sai. Có điều cái là đâu có sanh được đâu. Chỉ có nguyện sanh thôi chứ đâu có sanh được đâu. Cho nên vẫn phải độ hết chúng sinh mới được sanh. Cái câu đó nó quan trọng lắm. Giả sử như bây giờ thầy hỏi quý vị nè. Quý vị nói là con phát nguyện lo cho tất cả mọi người ăn uống. Ai muốn ăn gì đến con cho. Thì quý vị lấy gì cho? Nói thì dễ lắm. Nhưng mà muốn cho người ta ăn, ai cần cái gì đến lấy, quý vị lấy gì đâu cho? Cái người ta đến người ta lấy cái nói giờ tôi không có. Như vậy thì mình có phát nguyện đi nữa nhưng mà mình đâu có đầy đủ đâu. Phải không? Thì đó cũng chỉ là cái nguyện chứ không phải dễ đâu quý vị. Thầy cũng phát nguyện nè, ai xuất gia về là cứ xuất gia về đây. Bây giờ là quý vị tập cho đến lúc tới Tết là Phật tử nhớ là quý thầy quý cô vô chùa tu rồi á, là tối ngày ra chánh điện tụng kinh niệm Phật, lại Phật ngồi thiền. Ta nói ở riết qua chánh điện á. Cái tụng xong rồi đi vô nghỉ 15 nửa tiếng rồi quay ra tụng kinh niệm Phật trì chú lại Phật nữa. Đã nói tu rồi, không có làm gì, để Phật tử ta làm. Ta kiếm phước,
còn người tu là phải giải thoát. Cho nên tới đây á, là thầy lộng kiến. Thầy cho quý thầy quý cô vô kiến hết, mà tu không được thầy luyện cống. Thì có nghĩa là tu là phải 100%, thấy không? Vô tu là y như là cái người mà gọi là tinh khiết trong sạch, được lộng trong cái kiến. Còn mà hở mà cảm thấy mà tu mà giải đãi thì đem luyện quầy cống. Để gì, để chi phân biệt ra là người nào thật sự tu và người nào không tu được, đó, nó rõ ràng. Chứ còn không có để cho công với gà ở chung, mắt công nó lộn lạo, mắt công lựa, khỏi cần lựa, một cái là kiến, một cái là cống. Một là lộng kiến, hai là luyện cống, rất dễ dàng, dễ hiểu luôn. Đồng ý không quý Phật tử? Dỗ lớn lên chứ sao dỗ nhỏ vậy? Để cho ai phát tâm xuất gia thì chuẩn bị luôn. Nói sư phụ, con muốn lộng kiến. Rồi, bốn nhỏ, quan một cứu mẹ. Lại vô lượng vô số kiếp từ thời trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Đây, Đức Phật thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Trong đời mạt pháp có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sinh, nhân vị đi từng tự giáo hóa mọi người. La Hán gặp một người nữ tên là Quan Mục. Nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán. Nhớ là mình cúng dường ai đó thì mình ráng cố gắng, mình nương cái phước cúng dường đó đó mà mình cầu cho mình bình an. Cho nên chư Tăng á, chư Tăng, chư Ni, những người xuất gia là phải có công đức phước báo để cho Phật tử gieo trồng cội phúc. Cái này nàng Quan Mục nè, gặp một vị La Hán sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán. La Hán thọ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì. Đó. Người ta cúng cho mình rồi thì người ta phải có cái nhu cầu và mình đáp ứng cái nhu cầu của họ. Quan Mục thưa rằng, ngài thân mẫu của tôi đã khuất. Tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu của tôi. Chẳng rõ thân mẫu của tôi thác sanh vào đường nào. La Hán nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sát. Ngài thấy bà mẹ của Quan Mục đọa vào chốn địa ngục rất là khổ sở. Giống y như là bà Thanh Đề vậy. La Hán hỏi Quan Mục rằng thân mẫu của người lúc sanh tiền là những nghiệp gì mà nay phải đọa vào địa ngục khổ như thế. Quan Mục thưa rằng, ngài còn sống thân mẫu của tôi ưa ăn loài cá trạch, phần nhiều là hay ăn cá con và trạch con, hoặc chiên, hoặc nấu, hoặc hầm, hoặc luộc, hoặc kho, ăn cho thỏa mãn. Đoạn sau thầy thêm. À. Như vậy thì quý vị thường ăn cái gì? Có người là thường ăn thịt bò. Có người thì thường ăn thịt heo. Có người thì thích ăn cái này cái kia. Nghe cái này rồi ráng để ý nha. Nếu tính đếm đến loại cá trạch của người đã ăn đến nghìn muôn, xin tôn giả thương xót chỉ dạy làm cách nào để cứu thân mẫu tôi. Đây, ngài hỏi làm cách nào. La Hán xót thương bèn dạy phương trước. Ngài khuyên Quan Mục rằng, ngươi phải đem lòng chí thành mà niệm đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng của Đức Phật. Kẻ còn người mất đều được phước lợi. Có nghĩa là dạy có một cách thôi, là vẽ đắp niệm nè, rồi vẽ đắp tượng Phật. Quan Mục nghe xong liền xuất tiền của quả tượng Phật và thờ cúng. Nàng lại đem lòng cung kính khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. Đêm đó nàng chiêm bao thấy thân của Đức Phật sắc vàng sáng chói như núi Tu Di. Đức Phật phóng ánh sáng mà bảo Quan Mục rằng, chẳng bao lâu thân mẫu của nhà ngươi sẽ thác sanh vào trong nhà của ngươi. Khi vừa biết đối lạnh thời dựng, thời liền biết nói. Cho nên bây giờ mình biết là ở trong nhà của mình là con cái đó là do ông bà cha mẹ mình tái sinh trở lại. Thấy chưa? Ở trong này nè, ngài nói luôn, mẹ của ngươi trong khoảng thời gian ngắn nữa sanh vào trong nhà của ngươi. Nhưng mà sanh vào đâu? Sau đó đứa tớ gái trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Trẻ đó buồn khóc mà nói với Quan Mục rằng, nghiệp duyên trong dòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Quý vị đọc với thầy cái câu đó. Nghiệp duyên trong vòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Nghiệp duyên trong vòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, làm ác phải có quả báo. Không cần mình nói đâu. Vậy thì ai làm ác, người đó ắt phải tự lãnh lấy quả báo. Có cần mình phải nói không?
không cần cho một tràng pháo tay, tôi không cần phải nói. Cho nên mình không cần nói thì mình có giận hờn ai không? Không. Mắc cái gì? Người ta làm biếng thì quả người ta là hưởng được cái quả làm biếng. Người ta làm siêng thì người ta hưởng được cái quả làm siêng. Người ta làm từ thiện thì người ta hưởng được cái quả từ thiện. Còn người ta đi đến chùa người ta chôm dép thì người ta hưởng cái quả chôm dép vậy thôi. Mắc mớ gì mất dép mà khóc làm chi? Ra không thấy dép, mặc định đi về chân không. Thì đó là quả báo, người ta lấy dép thì ta có dép ta mang, mình mất dép thì đi chân không. Quả người nào thì người đấy tự hưởng. Vậy thì mình nghĩ là mình đi chân không về mà cái tâm mình hoan hỷ, phước báo mình lớn hay nhỏ? Cho một tràng pháo tài, phước báo lớn. Nhưng mà mình chịu không nổi, do mình không có tu cho nên mình vừa mất một cái là bắt đầu mình sanh phiền não liền. Thấy không? Quý vị cùng nói với thầy, đã mất dép mà còn phiền não là ngu hai tập. Tập một là mất của, tập hai là mất vui, la làng đó quánh là mất mạng. Hiểu không? Đó, mình mất rồi mà mình la làng nó buồn, mình chửi bông lông nó bực nó quánh mất mạng. Nghiệp duyên trong dòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người lâu nay ở chốn tối tăm, từ khi dính biệt người tôi phải đọa vào đại địa ngục. Ghê chưa? Ăn có cái loài cá trạch không mà đọa địa ngục. Nhờ phước lực của người nên nay được thọ sanh làm kẻ hạ tiện, bởi vì sanh vào trong đứa tớ gái. Ngày xưa nó phân biệt giai cấp lắm. Sanh vào làm con của người ở, nghĩa là cái hạng giai cấp hạ tiện. Lại thêm số mạng ngắn ngủi, năm 13 tuổi đây sẽ đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi chốn khổ sở hay không? Nghe đứa trẻ nói như vậy thì Quang Mục biết chắc là mẹ mình. Nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng: đã là mẹ của tôi. Đã tức mà vừa nói vừa tức. Thời phải tự biết cái tội lỗi của mình đã gây tạo hạnh nghiệp chi mà đó vào địa ngục như thế. Đứa trẻ đáp rằng: do hai nghiệp, một là giết hại sanh vật và hai là chê bai mắng nhiếc mà thọ báo khổ. Một là sát sanh, hai là chê bai. Quý Phật tử có sát sanh không? Nói lớn lên. Làm ác mà nói nhỏ. Phật tử có sát sanh đúng không? Nói lớn lên chính phủ khoan hồng. Rồi có chê bai mắng nhiếc ai không? Ừ, nói lớn lên Phật mới khen. Phật nói mùa du lan nó phát lồ sám hối, thầy xưng hỏi nó trả lời mạnh. Vậy là mình sát sanh mà còn chơi bay mắng nhiếc thì mình với cái bà mẹ của Quang Mục giống nhau hay khác nhau? Rồi chút ở dưới mạnh dối. Vậy là hứa với thầy là từ nay có còn sát sanh nữa hay không? Bớt thôi, nói cho rõ con bớt lại. Hôm qua con giết ba con, nay giết hai con rưỡi. Nói sao hai con rưỡi là sao? Nói hai con sống một con ngắt ngư. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, thời cứ theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa được giải thoát. Quý vị thấy không? Nhờ cái phước đức của Ngài Quang Mục mà Quang Mục phải gặp được Bồ Tát La Hán kia. Thì nhờ cái phước đức mà La Hán hướng dẫn đó thì Ngài mới làm. Bây giờ quý Phật tử về chùa được quý thầy hướng dẫn rồi, mình có làm hay không? Rồi quý vị cùng nói với thầy, học đoạn này con nguyện lại Phật, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, nguyện bỏ ác làm lành, ai chửi nín thinh, hồi hướng công đức đó cho cha mẹ cửu quyền thất tổ được sanh về cõi lành. Nam mô Tiêu Nghiệp Chướng Bồ Tát. Đó, học cái đoạn này chúng ta phải nhớ, phải học theo Ngài La Hán dạy rồi. Bây giờ Ngài La Hán dạy là phải niệm Phật, rồi phải họa đắp hình tượng Phật. Bây giờ tượng Phật có nhiều rồi, mình có họa có đắp nữa thì tốt, còn không họa không đắp không cúng dường tượng nữa thì mình lễ bái niệm Phật, ăn chay, làm lành, sửa đổi thói hư tật xấu. Như vậy thì
Mình học rồi mình phải thực hành chứ, mình không nguyện gì hết à. Học xong đi chùa, nghe thầy giảng xong rồi về tánh tình còn nguyên. Có sửa đổi chưa? Sửa đổi nhiều hay ít? Nhiều phải không? Có người nói nhiều nhưng mà tôi thấy ngủ vẫn còn. Sáng không có chịu dậy công phu. Trả lời ngon lắm. Chứ còn tôi thấy cũng còn giải đãi lắm luôn. Quan một hỏi rằng những cái việc tội báo trong địa ngục ra làm sao? Đứa trẻ đáp rằng những cái việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, dầu đến trăm nghìn năm cũng không thuộc hết được. Quan một nghe xong than khóc rơi lệ mà bạch cùng trên hư không rằng: nguyện cho thân mẫu của tôi khỏi hẳn địa ngục khi mãn 13 tuổi, không còn có trọng tội cùng không còn đọa vào địa ngục ác đạo nữa. Xin chư Phật trong mười phương thương xót chứng minh cho tôi, vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy. Nghe nè, nghe ngài Quan Mục phát nguyện nè, mà Quan Mục là Bà La Môn đó nha. Như thân mẫu của tôi khỏi hẳn chốn tam đồ và hạng hạ tiện cùng thân gái, cùng kiếp không còn thọ những quả báo xấu đó nữa, tôi đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời thệ nguyện rằng: từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sinh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo địa ngục, súc sinh và ngạ quỷ. Như vậy thì ngài Quan Mục nguyện là từ nay nhẫn đến trăm nghìn muôn ức kiếp về sau, trong một thế giới nào mà có chúng sinh tội khổ nơi địa ngục ở ba ác đạo, tôi nguyện cứu chúng sinh đó. Như vậy thì ngài ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cho nên quý vị giờ này cũng thấy có một số người, người ta vẫn biết ở cái chỗ đó, đó nó mệt dữ lắm, nhưng mà người ta vẫn ở chỗ đó vì cái nguyện của họ. Mà nguyện đó lớn hay nhỏ. Hồi trưa có một cô Phật tử đến hỏi thầy, con gái con nó hỏi, thời ngài Ca Diếp còn tại thế, có một người Phật tử bị cùi khi dâng cúng cơm cho ngài Ca Diếp, cái ngón tay của cái người cùi đó đó rớt vô bát cơm, rồi ngài Ca Diếp có ăn không? Làm khó thầy không? Thì sao thầy biết? Lúc đó thầy đâu có ở đó đâu mà biết. Nhưng mà chiếu theo cái lễ trai tăng á, trai là thanh tịnh, mình cúng dường cho tăng phải cúng dường thanh tịnh, giống như trong kinh Du Lan nói vậy đó. Cái thức ăn mà mình làm để cúng dường cho tăng mà không được thanh tịnh thì mình cũng không có phước, đúng không? Mà chư tăng mà không có thanh tịnh thì chư tăng có thọ dùng không? Không. Cho nên thầy nói là cái ngón tay đó đó nó rớt vô cái bát cơm là bát cơm đó nó không có thanh tịnh rồi, thì làm sao mà bắt ngài ăn được, huống chi là bệnh cùi nữa. Thì mình nói như thế này, Đức Phật á là một bậc A-la-hán, và Đức Phật có cái khả năng của một vị Phật, nghĩa là cái công năng, cái công đức đó đó, là tất cả những cái gì bất tịnh trong cơm, trong nước á, nó biến thành thanh tịnh. Nhớ cái này quan trọng lắm. Ngài A Nan phải sám hối trong cái ngày, cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất tại động Tất Bát La, ngài Ca Diếp phạt ngài A Nan trong 8 điều ngài A Nan bị phạm, trong đó có một điều là Đức Phật kêu ngài A Nan đi lấy nước, 3 lần ngài A Nan đi lấy nước không được, đi vô vẫn không lấy nước cho Đức Phật. Ngài Ca Diếp phạt ngài A Nan vì ngài A Nan không lấy nước cho Phật. Lúc đó chư tăng rất là bất mãn, mà ngài A Nan, bởi vì ngài có cái nguyện là những gì mà Đức Phật dạy ngài làm không ai được quyền ý kiến. Ghê chưa? Cho nên ngài A Nan có lấy nước hay không lấy nước, đại chúng cũng không ai dám ý kiến ý còi gì hết. Thì bắt đầu phạt ngài A Nan. Thì lúc đó ngài A Nan mới bạch vậy nè: để đi ra ngoài dòng suối 3 lần nhưng mà dòng suối vẫn đục vì có 500 cỗ xe nó đi qua cái suối đó. Cho nên là nó đi ở thượng nguồn, ở dưới nguồn nó đục, không lấy nước cho Đức Thế Tôn uống được. Ngài Ca Diếp mới nói thế này: trên lưỡi của Đức Thế Tôn nước đục biến thành trong, tại sao ông không lấy nước vào cho Đức Thế Tôn uống? Nước đục nhưng mà Đức Thế Tôn đưa trên lưỡi thì nước đó nó biến thành trong, như con ngỗng chúa đưa lưỡi vào trong sữa,
con ngỗng Chúa chỉ uống sữa mà không uống nước ở trong đó. Thì quý vị suy nghĩ là con ngỗng Chúa mà nó uống sữa không, có nghĩa là khi con ngỗng Chúa nó đưa lưỡi vô trong sữa thì sữa nó ốc trâu nó dính vào trong cái lưỡi của con ngỗng á, thì con ngỗng Chúa nó uống cái sữa đó thôi chứ nó không có uống nước. Khi nó lấy cái lưỡi nó ra rồi thì nước trong, nước không có sữa nữa. Quý vị thấy ghê chưa? Từ chỗ đó mình chưa từng thấy con ngỗng Chúa, phải không nè? Cho nên mình chưa từng thấy là Đức Phật uống nước đục biến thành trong. Ngài An An mới nói, đệ mới có sơ quả Tu Đà Hoàng, đệ đâu có biết khả năng của Đức Thế Tôn như vậy. Chứ sư huynh là bậc A-la-hán thì mới biết điều đó, chứ còn đệ mới có sơ quả Tu Đà Hoàng, đệ đâu có biết. Từ đó có khi mình biết nhưng người khác không biết. Mình phạt người ta thì không có đúng, người ta không có phục thôi à. Ngài A Nan nói thì tăng bảo thì đệ nghe, nhưng mà điều đó đệ không có biết, cho nên đệ không có lỗi. Cho nên trong cái mùa an cư mình nói thế này: bạch đại chúng, nay tăng tự tứ, con tỳ kheo Thiện Xuân cũng tự tứ. Con xét thấy không có lỗi, cho nên con xin cùng chúng tự tứ. Nếu chúng thấy con có lỗi, nghe con có lỗi, nghi con có lỗi, hãy vì con mà chỉ lỗi. Con xét thấy có lỗi, con như pháp mà sám hối. Đó là văn phong của tự tứ. Nghĩa là người tự tứ phải xét mình có lỗi hay không. Mình không có lỗi mình mới cùng chúng tự tứ được. Mình không có lỗi mình mới cùng chúng Bồ Tát được. Giả sử như hôm nay là ngày tự tứ, có một người nào đó nói xấu tôi, nhưng mà việc đó tôi không có xấu, cho nên người ta nói xấu tôi, nhưng tôi xét tôi không có xấu. Vậy tôi có lỗi hay không? Có không đại chúng? Bây giờ hầu sáng giờ đại chúng ở đây tu tập, đại chúng không có rạch túi, không có chôm chĩa của ai. Bây giờ người ta nói mình rạch túi chôm chĩa của người ta, quý vị có thấy hối hận không? Có không? Không. Mình có rạch túi ai đâu mà hối hận. Người ta bắt tội mình có tội không? Không. Rồi, nhớ vậy đó nha. Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sao tôi mới thành bậc chánh giác? Quan một phát nguyện đó xong, liền nghe tiếng của Đức Phật thanh tịnh liên qua mục Như Lai dạy rằng: này Quan Mục, nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời thệ nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này sẽ thác sanh làm người phạm chí sống lâu trăm tuổi, sau đó giáng sanh về cõi nước vô u, sống lâu đến số không thể tính kể. Như vậy, với cái đại nguyện của ngài, của người con đó, là tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì mẹ của ngài được cái phước báo. Quý vị thấy hồi hướng không? Mình chỉ vì cha mẹ mà phát nguyện thôi, còn làm là phía sau. Bây giờ mình chỉ phát nguyện thôi, thì Đức Thanh Tịnh liên qua mục Như Lai nói liền: vì cái nguyện nhà ngươi vì mẹ mà phát nguyện như vậy, ta thấy mẹ của nhà ngươi mãn 13 tuổi vẫn chết, chứ không phải không chết à. Cái quả báo mà sanh ra đời này, cái phước nó có nhiều đó thì tôi đã chết, chứ không ai cứu mình ngoài cái dòng sanh tử được đâu. Phật tử có hiểu ý này không? Hiểu không? Chứ còn có người là mai mốt giận tôi, nói thầy cứu con được, tại sao thầy không cứu à? Bữa nay giảng kinh Địa Tạng hên quá, nói trước. Nhưng mà vì mẹ mà phát nguyện, cho nên Đức Thanh Tịnh liên qua mục Như Lai nói rằng: ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này sẽ thác sanh làm người phạm chí sống lâu trăm tuổi, sau đó vãng sanh về cõi nước vô u, sống lâu đến số không thể tính kể. Cái công đức phước báo lớn chưa? Cho nên bây giờ chúng ta gặp được Phật pháp rồi, tinh tấn mà tu, giống như người mẹ của ngài Quan Mục, sau khi được ra khỏi cái báo thân hiểu mạng và báo thân của người nữ rồi, sanh làm vào nhà phạm chí rồi, thì tinh tấn mà tu, sau rốt sẽ thành Phật độ nhiều hạng người trời, số đông như số cát sông Hằng. Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: vị La Hán phước lành của độ Quan Mục tự đó chính là ngài Vô Tận Ý Bồ Tát, còn thân mẫu của Quan Mục là ngài Giải Thoát Bồ Tát, còn Quan Mục tự là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy.
trong nhiều kiếp lâu xa về trước có lòng từ mẫn phát ra hàng hà sa số thệ nguyện độ khắp chúng sinh như thế. Trong đời sao như có chúng sinh làm lành mà làm không làm lành mà làm ác, nhận đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lượng thiệt ác khẩu, kẻ hủy bán đại thừa. Những chúng sinh tội có tội nghiệp như thế chắc phải bị đọa vào ác đạo. Nếu gặp được hàng thiện hữu tri thức khuyên bảo quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát, chừng trong khoảng móng tay những chúng sinh đó liền đạt thoát khỏi báo khổ ở ba ác đạo. Nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ, ngợi khen cùng dâng cúng những đồ y phục, đồ vật, uống ăn và các thứ trân bảo, thời người đó trong trăm nghìn muôn ức kiếp sau thường ở cõi trời người hưởng thọ sự vui thắng diệu, hoặc có lúc phước trời hết sanh xuống chốn nhân gian vẫn còn thường làm vị đế vương trong trăm nghìn kiếp, nhớ lại được cội ngành nhân quả trong các đời trước của mình. Quý vị thấy là khi chúng ta rõ biết, muốn biết nhân đời trước phải coi quả hiện tại, muốn biết quả đời sau phải coi việc làm kiếp này, thì ngài Địa Tạng Bồ Tát nói có những chúng sinh tái sinh là rồi nhớ cái cội nguồn nhân quả đời trước. Cho nên bây giờ mình có mắt người ta mù, mình biết không? Mình biết mình có phước hơn người ta không? Bây giờ mình gặp được Phật Pháp, mình còn muốn nghe Pháp. Còn có người gặp được Phật Pháp nhưng mà họ đâu muốn nghe đâu. Ở nhà hoặc là ở chùa này nha, ở chung mà mở Phật Pháp lên nó còn nói đau đầu đó quý vị. Giải đãi tới cỡ đó đó. Mở kinh, mở băng niệm Phật, mở máy niệm Phật lên nói đau đầu quá, chịu không nổi. Mình đáng ra là mình niệm Phật suốt ngày suốt đêm, đằng này mình mở máy niệm Phật cho nó đau đầu. Vậy thì người này có tu được không? Không. Xin cho một càng pháo tay. Để tự khen ngợi mình là nhận định một cách đúng đắn, để rồi mình không nghe được Phật Pháp là biết rồi, căn tánh của mình ma tánh nó lớn lắm, nó không cho mình nghe Phật Pháp. Có người thích nghe nhạc thôi chứ không có nghe niệm Phật. Dầu rằng biết tội phước đấy, nhưng không, không muốn nghe niệm Phật, nghe nhạc thôi. Có người thì lúc phước trời sắp hết, sanh xuống chốn nhân gian, vẫn còn thường làm vị đế vương. Quý vị thấy không? Sanh lên cõi trời, hưởng hết phước rồi, sanh xuống cõi người, mà cái phước dư nó còn lại làm vị đế vương đấy. Nhớ cái cội ngành nhân quả trong các đời trước. Này định tự tại vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức oai thần lớn, không thể nghĩ bàn nhiều sự lợi ích cho chúng sinh như thế. Các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Thế thì chúng ta nghe được một cái gì tốt á, chúng ta tuyên truyền lưu bố rộng ra. Thì trong kinh văn có dạy cho mình nghe những cái điều gì xấu mà tuyên truyền lưu bố rộng ra không? Không, quý vị cùng nói với thầy. Trong kinh dạy những điều tốt phải ghi nhớ, tuyên truyền lưu bố rộng ra. Những điều ác ta nghe được ra sọt rác, bỏ đi. Bây giờ mình cái điều ác của người ta mình đừng có tuyên truyền. Vậy thì những người mà tuyên truyền những điều xấu ác của người khác á, thì những người này có phải Phật tử hay không? Có không? Cho một tràng pháo tay, nhận định đúng đắn. Nhớ là một khi quý vị nói xấu, những cái điều xấu của người khác mà quý vị nói ra, hãy nên ngượng nơi cửa miệng của mình nha. Nói những điều xấu ác của ai, phải để ý, đó là nghiệp quả nặng nề lắm. Tại người ta, mình không có đủ khả năng làm thầy, mình không có đủ khả năng gánh cái nghiệp của người ta, cho nên thôi, đừng nói nghiệp của người ta. Mình nói là mình gánh nghiệp của người ta. Vợ mà nói cái nghiệp của chồng thôi là gánh cái nghiệp của chồng, và ông chồng ông bỏ luôn. Bà ở lại gánh cái nghiệp của tôi mạnh dội. Còn ông chồng tối ngày cứ chê vợ thôi thì cũng lại gánh luôn cái nghiệp của vợ mà bị vợ nó bỏ. Đấy là cái tội thích nói lỗi người khác. Thích cho mình đúng. Ai cho mình đúng trong cuộc đời này, phần lớn ở một mình, không ai ở chung hết. Cho nên á, thầy rất là hiểu được cái lời Phật dạy, có nghĩa là hiểu lắm luôn á. Cho nên mình biết những người xung quanh mình á, tại sao người ta đi tu. Một á, là căn tánh nhiều đời nhiều kiếp họ đi tu. Điều thứ hai á, là đời này ở ngoài á, nó bầm dập te tua hết rồi, cho nên đi tu.
Điều thứ ba đó là bởi vì 4 nhân 4 ra 17. Không ai chấp nhận hết đó, nên đi tu. Cho nên bây giờ mà quý vị mà vô chùa đó, mà lỡ mà quý vị gặp đủ hạng người ở trong chùa hết đó, mà quý vị có nản không? Quý vị có nói là thầy sao mà thầy đổ tùm lum hết, thầy không có lựa. Nói tôi đi tu, tôi có tâm từ bi, mà tôi còn lựa người nào tốt tôi mới lấy, còn người nào xấu tôi dạt ra, thì cái đám dạt ra đó cho ai? Hiểu không quý Phật tử? Có ai giơ tay đăng ký lựa cái nhóm 4 nhân 4 ra 17 không? Tôi chuyển giao công nghệ, chuyển hợp đồng luôn, đông lắm. Thấy không? Cái người mà người ta chịu không nổi rồi thì mình mới nói Ngài Di Lặc Bồ Tát. Quý vị nói Ngài Di Lặc Bồ Tát là cái gì? Bụng lớn năng dung, dung những thứ khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả, xả những điều khó xả của thế gian. Khó lắm. Ai mà cố chấp là nó ứ hơi là chịu không nổi. Cho nên thầy mới nói là các con nhìn đi, có nhiều cái chùa không có người tu. Hỏi tại sao cái chùa không có người tu? Toàn là cái thứ gì cho cũng. Nó vô đôi ba bữa là tống cổ ra ngoài. Cho nên có ở trong chùa được không? Không. Thành thử ra cái chùa không có ai hết thầy ơi. Chùa tôi có mình. Hỏi thầy, bộ không ai đi tu hết hả thầy? Ông nói không, không biết làm sao, không có người nào đi tu hết đó. Tôi nói đi đông lắm á, tại thầy không chịu. Trời, thầy cứ nhận đi. Rồi thầy vô, thầy ráng thầy lo cho nó. Nó ngủ, thầy dậy, thầy công phu thì nó ở. Còn thầy bắt nó công phu, nó đi thì thôi. Thầy nó ngồi không á, thầy đi làm, thầy nuôi nó thì ok, nó ở. Còn thầy bắt nó đi làm, nó đi thì thôi. Bây giờ mình sanh con cũng vậy. Mình sanh con là mình bắt con mình nó nuôi mình hay là mình nuôi nó? Nó lớn lên giùm thầy. Mình nuôi nó hay nó nuôi mình? Rồi cho một tràng pháo tay, đó là biết rồi đó. Con là nợ cho nên mình ráng mình trả nợ. Do vậy mà tôi nhận đệ tử là tôi biết là nó là cùng nợ của tôi. Thì tôi ráng tôi trả. Đệ tử là cùng nợ mà. Cho nên ráng trả. Một khi mà ta nói là đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng trách lẫn trời gần trời xa. Ai biểu nhận đệ tử làm gì? Tối ngày cứ nhận đệ tử chứ, cho khổ. Như vậy thì nếu mình thấy khổ thì có sanh không? Thấy khổ thì không sanh con. Nếu mà khổ thì không nhận đệ tử. Còn khổ là quen rồi. Tôi khổ riết nó quen rồi, bầm dập riết quen rồi, cho nên giờ hết khổ rồi. Ngài Định Tự Tại Vương bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Phật chớ lo, nghìn muôn ức đại Bồ Tát chúng con đều có thể nương oai thần của Đức Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề để cho lợi ích chúng sinh. Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Phật xong, bèn cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra. Có nghĩa là cái bậc Bồ Tát nào mà được Đức Phật dạy xong á, là các vị này là nhận cái nhiệm vụ mà Đức Phật giao phó liền. Hiện giờ dạy ở bản hay là dạy nữa ta? Bài này dài dữ hả? Thì đọc nước tới tối. Thôi tới số 5 mình nghỉ nha. Đọc tới Tứ Thiên Vương nghỉ. Tháng sau dạy nữa. Tứ Thiên Vương hỏi Phật: Bấy giờ bốn ông Thiên Vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhẫn lại đã phát nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa hết chúng sinh, Ngài lại còn phải phát nguyện rộng lớn nữa? Vui mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Bốn ông Thiên Vương này hỏi Đức Thế Tôn: Ngài Địa Tạng Bồ Tát á, là kiếp nào ổng cũng nguyện độ chúng sinh mà tại sao ổng độ không hết? Giờ quý vị nghĩ coi chúng sinh độ có hết không? Hết không? Không, xin cho một tràng pháo tay, chính xác. Vậy tôi hỏi quý vị chừng nào Ngài Địa Tạng Bồ Tát thành Phật? Vậy thì hỏi nữa, Địa Tạng Bồ Tát có hay không? Hỏi lần thứ hai, trả lời lớn lên. Ai không trả lời lớn, tôi mét Ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát có hay không? Hỏi lần thứ ba cho chắc.
Bốn ông thiên vương hỏi ngài, hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã vô lượng kiếp độ tất cả chúng sinh, kiếp nào này cũng độ, tại sao bây giờ ngài độ chưa hết? Vậy thì khi nào ngài độ mới hết? Vậy câu hỏi của thầy, ngài Địa Tạng Bồ Tát độ hết chúng sinh hay không? Chừng nào ngài thành Phật? Hỏi có hai câu mà không dám trả lời thì thôi, tôi cũng không dám hỏi nữa. Đức Phật bảo bốn ông thiên vương rằng: hay thay, này, nay vì muốn được sự lợi ích cho chúng sinh, ta vì các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói những sự phương tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tử nơi cõi Diêm Phù Đề, cõi Ta Bà thế giới này, vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu vớt độ thoát tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ. Bốn ông thiên vương bạch rằng: vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe. Phương tiện giáo hóa, Đức Phật bảo bốn thiên vương rằng: từ kiếp lâu xa nhận đến nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sinh vẫn chưa mãn nguyện. Ngài thương xót chúng sinh mắc phải tội khổ đời này, lại quan sát vô lượng kiếp về sau, tội khổ cứ lay dây mãi không dứt. Cái chữ lay dây đó có lần mà thầy dây riết một đoạn vậy đó. Nghĩa là cái chúng sinh này nó dai, rồi nó trả, rồi nó dai. Mà mỗi lần nó dai thì có 10 triệu, nó trả thì nó phải dai thêm 15 triệu để nó trả cho được 10 triệu giải ngân á. Xong rồi nó nợ 15 triệu, rồi muốn trả 15 triệu nó phải dai 20 triệu. Rồi cứ như thế nó cứ dai. Rồi chừng nào nó hết nợ. Thầy nói vậy đúng không quý vị? Đó, vì lẽ liên miên đó nên ngài lại phát ra lời trọng nguyện Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi Diêm Phù Đề thế giới Ta Bà này, dùng trăm nghìn muôn ức phương trước để giáo hóa chúng sinh. Này bốn ông thiên vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sinh vật thì ngài giải đọa quả báo vì ương lỵ đời trước mà phải bị chết yểu. Như vậy quý vị nói với thầy, ai sát sanh bị chết yểu, ai bệnh hoạn nhiều là thường sát sanh, đừng đi bác sĩ, lo phóng sanh đi, hiểu không? Tối ngày cứ đi khám bác sĩ, lo mà phóng sanh tu phước chứ đi khám bác sĩ. Ủa, đi bác sĩ khám, quên. Cái từ này là từ nói lộn. Trời, mình là người bình thường mà cứ đi khám bác sĩ, có nghĩa là mình đến mình khám cho bác sĩ, không phải mình đi cho bác sĩ nó khám. Quý vị nhớ nghe, mình thường nói lộn lắm, mà ai cũng nói lộn, rồi thầy cũng lộn luôn. Nhưng mà nhớ là lộn cái mình làm lại. Nếu gặp kẻ trộm cắp thì ngài dạ rò quá báo nghèo khốn khổ sợ. Quý vị cùng nói với thầy, ai trộm cắp, người đó nghèo hoài. Ai bố thí, người đó bắt đầu giàu. Nếu gặp kẻ tà dâm thì ngài dạ rò quả báo làm chim xe xẻ bồ câu uyên ương. Đó, quý vị nghe là uyên ương bồ câu xe xẻ, quý vị thường phóng sanh nó là lý do đó. Hồi nào giờ có ai phóng sanh uyên ương chưa? Nghe cái câu uyên ương lẻ bạn gì đó, hay là uyên ương có bạn lứa đôi gì trầm bổng vui tươi khúc nhập trầm muôn thở gì đó, cái này trong cái tuồng cải lương Tô Muối Quẹt phải không, của Tô Ánh Nguyệt. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác thì ngài dạ rò quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê thì ngài dạ rò quả báo miệng lỡ không lưỡi. Đó, mình khinh chê người khác thì coi chừng cái miệng của mình nó lỡ và cái lưỡi của mình nó cong. Nếu gặp kẻ nóng giận thì ngài dạy rõ quả báo thân hình xấu xí tàn tật. Đó, đây là kinh dạy đó nghe. Nếu ai thường nóng giận, cái máy mà nó còn ghen tị với tôi nữa. Như vậy thì nóng giận thì cái quả báo là xấu xí tàn tật. Cho nên đời này mà ai nóng giận là thường xấu xí lắm. Nên là tôi xấu xí chắc cũng tại nóng giận.
Nếu gặp kẻ bỏng sẻn thì Ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được tội nguyện. Có nghĩa là mình cầu muốn nhưng mà mình có cái tâm bỏng sẻn thì đâu có muốn cái gì được tội nguyện. Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn thì Ngài dạy rõ quả báo kinh hãi, điên cuồng, mất mạng. Nếu gặp kẻ trái nghịch với cha mẹ thì Ngài dạy rõ quả báo trời, đất, tru lục. Cái câu này nè mà người ta nói mày bất hiếu, từ tru đất diệt mày. Thấy không? Nghe cái câu này nè. Mày chửi cha mắng mẹ, mày bất hiếu với cha mẹ, mày coi chừng trời đất tru lục. Mà hồi nào giờ mình có biết là trời đất tru lục là gì không? Biết không? Nghe nói thôi chứ đâu có biết đúng không? Tại nói trong kinh đó mà. Chứ nghe nói trời tru đất diệt chứ đâu có biết đâu. Có ai hiểu thì lát nữa nhắn tin cho biết giùm để mai mốt tôi giảng tôi nói. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ thì Ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc ác thì Ngài dạy rõ quả báo thác sanh trở lại hiện đời bị rối giọt. Cho nên đứa nào mà bị tôi đánh là do đời trước làm mẹ ghẻ cha ghẻ của tôi đúng không? Đời trước nó quánh tôi rồi cho nên đời này tôi trả thù tôi quánh lại. Cho nên có khi mình bị người ta quánh là mình mới biết là đời trước mình quánh người ta rồi. Cho nên ráng cố gắng để ý. Đức Phật dạy rõ rồi. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non thì Ngài dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ quỷ bán tam bảo thì Ngài dạy rõ quả báo đuôi điếc câm ngọng. Đây là lòi ra rồi. Quý vị cùng nói với thầy: ai đuôi điếc câm ngọng? Do hủy bán tam bảo, nay ráng sám hối, biết tội của mình, hủy bán Phật Pháp Tăng, nên bị đuôi điếc câm ngọng. Nay thành tâm sám hối, cầu cho người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm được nói, người bại liệt được đi đứng, người điên loạn được phục hồi tâm trí, người đi nghe pháp không có tập trung, cầu cho trí tuệ sáng suốt. Chưa tới giờ mà đâu về. Cầu cho thời gian nó dài ra. Trời ơi, cái bài gì đâu mà nó dài. Rồi còn miếng nữa hết rồi. Làm hết luôn chứ rồi. Sao mà cái đồng hồ nó chạy lẹ dữ. Nếu gặp kẻ khinh chơi giáo pháp thì Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Đó, mình chinh khinh chơi giáo pháp là mình ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ thì Ngài dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và vu bán tăng già thì Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sinh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại sanh vật thì Ngài dạy rõ quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau. Cho nên người tu, Đức Phật dạy không có được đốt rừng. Mình đốt như vậy, con này con kia nó chết, mình phải luân hồi đền mạng với nó. Cho nên lỡ mình giết con gì, mình ráng cố gắng mình niệm giảng sanh cho nó. Mình nói với nó: tao không có muốn giết mày đâu, mày cũng có mạng sống giống như tao, mày cũng có Phật tánh giống như tao, mà tại vì tao nói mày không nghe, tao ghét nhất tao lì. Nhớ là thịt xịt thuốc á, là xịt cho nó xiển niễn nó đi ra. Nó nói tao tưởng ở tu viện linh thú từ bi lắm, ai dè nó xịt thuốc ngọt muốn chết. Vậy là vô tu viện linh thú quậy, bị nó quánh xiển niễn. Cho nên thầy không có chủ trương đập chết, mà đập xiển niễn thôi. Nhớ nghe, nó mà nó xiển niễn ra ngoài nó đồn dữ lắm. Mà khi nó đồn rồi đứa khác không dám vô. Chứ còn mình mà đánh chết là đâu có đứa nào nó ra nó truyền thông tin xiển niễn đâu. Cho nên lúc mà thầy hỏi các vị mà làm vườn á, thầy hỏi các vị tại sao không xịt cho nó chết, thì các vị đó nói là đừng để cho nó chết thầy. Thầy mà để cho nó chết á, là con khác nó sanh ra, loài này chết, loài khác sanh ra. Cho nên thầy cứ để cho nó bình ổn, nó đừng có phá cây của mình được. Sâu nó bự chỗ bố nó nằm trên cây vậy đó, mà nó không có phá. Có nghĩa là nó nằm đó, nó ngáp ngáp, nó chờ chết. Tôi nói cái đó còn ác hơn là cho nó chết nữa.
À, nhưng mà bây giờ làm sao? Cho nên là thầy biết vậy chứ đâu biết làm sao. Nhưng mà người ta xịt lạc thì không cho chết. Bây giờ mình cũng vậy, nhớ nghe. Phật tử nói với thầy đi, có lòng từ bi, không sát sanh, chỉ đánh cho nó xiển niễn. Nhớ chuột nó vô nhà là quánh nó xiển niễn thôi, cho nó ra, đừng giết. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai thì ngài dạy rõ quả báo cầm thú đối khác. Nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của cải một cách phi lý thì ngài dạy rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Cho nên có nhiều người đời này á, ráng cố gắng tiết kiệm. Tôi thì tôi ráng tiết kiệm dữ lắm, mà đệ tử tôi không có tiết kiệm. Thì tôi đọc cái đoạn này tôi mong rằng những đứa đệ tử mà nó không có tiết kiệm nó nghe. Tôi lặp lại câu này một lần nữa. Nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của cải một cách phi lý, cái ghế còn ngồi được không được bỏ, cái rổ còn xài được không được dục. Nếu phá tổn một cách phi lý, thời Đức Phật dạy rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nhớ chưa quý vị? Nó dọn kho nó dục hết trơn, tôi phải ra ngoài cái đống rác tôi lụm vô. Cái bắt đầu nó nói để bữa nào ổng đi đi, mình đem mình dẹp hết. Cho nên tôi đâu có thấy đâu mà cản lại, nó bán trội trơn hết. Cho nên bây giờ cái chùa của tôi mà tôi đi lâu về còn cái nóc cũng mừng. Nếu gặp kẻ tiêu ta, kiêu căng, kiêu mạn, cống cao thì ngài dạy rõ quả báo hèn hạ bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ đâm chọc gây gỗ thì ngài dạy rõ quả báo không lưỡi hay trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín thì ngài dạy rõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh. Cho nên quý vị thấy cái gì cũng có quả báo của nó. Những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề từ nơi thân khẩu ý tạo ác, kết quả trăm nghìn muôn ức báo ứng như thế. Nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Những nghiệp cảm sai khác của chúng sinh trong chốn Diêm Phù Đề như thế, Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương trước để giáo hóa đó. Những chúng sinh ấy trước phải chịu lấy quả báo như thế, sao lại đọa vào địa ngục, trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bậc hộ vệ người cùng bảo trợ cõi nước, chớ để những nghiệp chướng đó nó làm mê hoặc chúng sinh. Bốn ông thiên vương nghe xong rơi lệ, than thở, chắp tay lễ Phật mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển thượng hết. Bổn nguyện Địa Tạng đao lợi thiên cung, thần thông hiển hóa độ quần mông, đời ngũ trược khó trông khó thông, chúng sinh can cường ham vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quý vị nói giùm thầy hai cái câu cuối. Chúng sinh can cường, ham vui khổ vô cùng. Chúng sinh can cường do ham vui khổ vô cùng. Đó, lý do ham vui. Rồi bây giờ kết luận. Hôm nay chúng ta học cái phẩm là tương ưng của phẩm thứ tư của Kinh Địa Tạng Bồ Tát. Trong cái quyển thứ nhất nó có bốn phẩm. Phẩm nhất á, nó dài, phẩm thứ tư nó dài. Mà nó dài mà lại ít giờ, nó dẫn đến hơi buồn ngủ. Mà tôi giờ già rồi, tôi giảng nó, thế tôi thấy nhiều người cũng thường buồn ngủ. Tôi ráng cố gắng tôi truyền cái năng lượng không buồn ngủ, mà tôi vẫn thấy có người ngáp. Mà biết ngáp nó lây. Ở dưới ngáp là trên đây tôi cũng muốn ngủ. Ác với tôi vừa vừa thôi chứ. Trưa tôi biểu ngủ thì không chịu ngủ, nhiều chuyện. Rồi tới chừng tôi dạy thì lại ngáp. Đó. Cho nên cái vụ mà mang khẩu trang coi bộ nó đỡ lắm mà nghe. Lỡ ngáp tôi không có thấy. Cho nên cái mùa Covid cũng đỡ. Rồi có người lại mang mắt kiến, tôi đâu có thấy ngủ hay thức. Mà nay có cái ghế dựa cũng đỡ lắm mà nghe. Đó. Từ khi nào mà nghe cái rầm là biết ngủ ngái.
còn ngồi yên đó là đỡ. Bây giờ kết luận có 5 điều nè. Điều thứ nhất, học kinh Địa Tạng Bồ Tát phải biết rằng Ngài có một cái đại nguyện lớn. Ta gặp một cái nguyện gì, ta gặp một cái việc gì trái ít, nghịch lòng, cái bồ đề tâm chúng ta nó lớn là ta nguyện liền. Giả sử như người ta chửi mình là mình đứng đó mình phát nguyện liền. Con nguyện từ nay về sau, người ta chửi con nguyện không bao giờ chửi người ta. Để con học cái nguyện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Làm được không quý vị? Được không? Nhớ là mình đừng bao giờ chửi người ta, bởi vì mình không có chửi bằng miệng, nó cũng chửi lầm bầm bên trong. Cho nên ráng cố gắng phát nguyện để cho nó đừng có lầm bầm cái mặt giống cái mặt bà thịt bầm. Cái thứ hai, chúng ta rút kinh nghiệm trong khi chúng ta học kinh Địa Tạng là Đức Phật an ổn, an lòng khi Ngài Địa Tạng Bồ Tát đời đời kiếp kiếp nguyện độ sanh. Nhưng mà tại sao phải nói rằng Đức Thế Tôn hãy an tâm đi, Đức Thế Tôn chớ có lo? Tại sao nói như vậy? Bây giờ mình nói cha mẹ đừng có lo, trừ khi mình làm cái gì đó nó cụ thể thì cha mẹ không có lo. Còn bây giờ mình còn buông lung, mình còn không có trách nhiệm thì cha mẹ lo hay không? Bây giờ quý Phật tử suy nghĩ nè, thầy á, thầy đi giảng khắp nơi mà đệ tử ở nhà đó mà ai cũng có ý thức trách nhiệm hết, thì có cần phải nói thôi sư phụ đi đừng lo không? Quý vị chỉ cần trách nhiệm thôi là thầy khỏi lo rồi, đâu có cần phải nói. Còn đứa nào nói là sư phụ đi đừng có lo là tôi biết đứa đó làm biếng lắm. Nó nói vậy để cho tôi đi khuất mặt đi, để ở nhà nó bán hết. Tôi về tôi thấy từ trong ra ngoài nó sạch trơn, bởi vì có còn gì đâu không sạch. Như vậy thì mình suy nghĩ là tôi lo hay không là bởi vì cái người có trách nhiệm hay không. Tôi mong rằng có những người đệ tử biết lo thì tôi đâu có cần phải lo nữa. Còn đằng này nó không lo cho nên tôi phải lo. Đúng không quý vị? Phải không nè? Bây giờ quý vị ráng cố gắng biết lo giùm thầy miếng nha. Quý vị chỉ cần biết lo thôi là quý vị hiếu thảo rồi. Còn đứa nào không biết lo đừng có nói tới chữ hiếu thảo. Rồi cái điều thứ ba mình rút ra nè. Đức Phật dạy á, là bất cứ một vị Bồ Tát nào sau khi Đức Phật dạy cái vị Bồ Tát đó xong rồi thì vị đó nhận liền thôi và hứa với Đức Phật. Con và tất cả chúng sinh sẽ lưu truyền rộng ra cái điều đó. Cho nên Đức Phật nói cái này hay nè con, ráng cố gắng lưu bố rộng ra cái việc đó, cái nhận liền. Cho nên thầy giảng như vậy, Phật tử cũng nói, ủa sư phụ nói hay quá, mà về nhà con không làm gì hết. Không, cũng như khóc. Tôi giảng bao nhiêu năm nay rồi, Phật tử nó teo lần lần, nó tân liều liều, là nó tiêu lần lần. Đạo tràng là đáng ra bây giờ là 8.000 người, ai về còn 80 người. Như vậy, quý vị thấy là do quý vị không giảng kinh thuyết pháp, thầy giảng cho quý vị nghe rồi mà quý vị không chịu về giảng lại cho người thân mình nghe, làm sao quý vị hóa độ được cho người đi tu, thì quý vị mới đền ơn của thầy, mới đền ơn của Phật. Chứ còn quý vị đi, lúc đầu rủ nó còn đi, sau đó đi có một mình, về nói sư phụ ơi, nay không có đứa nào đi hết. Thì sư phụ đành chịu tới chứ sao giờ. Phật giáo của mình có tồn tại hay không, không phải là chỉ do quý thầy mà còn do quý Phật tử nữa, đúng không quý Phật tử? Phải không? Cho nên thầy khuyến khích Phật tử quy y Tam Bảo rồi, mai cho mình một cái áo tràng đó đẹp nhất, thủ tướng Mỹ có một cái. Mỹ đâu có thủ tướng, tổng thống. Tổng thống Mỹ một cái, quý vị một cái. Ai mà mặc đồ cho thật đẹp đi chùa thì nó nói, ủa sao thằng này đi chùa riết mặc đồ đẹp dữ vậy ta? Như vậy là được. Mình đi chùa làm sao, mình tu sao mà cái mùi mình nó thơm? Thì người ta mới đi theo. Mình tu riết nó thú quá, sao ai đi? Cho nên mình tu càng ngày càng vui, càng ngày càng giàu, càng ngày càng tuyệt vời thì người ta theo mình, người ta đi tu. Tôi cũng cố gắng, tôi làm rất nhiều việc, thấy tôi tu như vậy đáng ra là phát tâm đi tu lắm chứ. Đằng này nó thấy tôi làm dữ quá, nó bỏ, nó đi mất tiêu hết đó. Nó nói ở với người ta thì sướng, còn ở với sư phụ cực muốn chết. Nó cuốn đồ nó đi. Nó lặng lẽ nó đi, nó nói chừng nào sư phụ làm xong hết đi con về.
cái sư phụ làm mệt quá, cái sư phụ giao cho con trụ trì luôn. Nó ác với tôi lắm. Nhưng mà đành phải chịu. Có nhiều đứa là nó rất là hiếu thảo, nó gánh vác Phật sự với mình. Còn có nhiều người nó thấy Phật sự của mình nhiều quá rồi, nó không gánh vác. Nhưng mà trong cái kinh Địa Tạng thì thầy mong rằng quý vị học xong rồi, ráng về nhà, biết được cái điều gì hay, ráng nói cho người thân của mình nghe để độ họ đi chùa, để tăng thêm Phật tử. Thầy tán thán bữa nay, mỗi một cái khóa tu như vậy, Phật tử về chùa quy y, thầy mệt dữ lắm mà thầy ráng thầy quy y, phát tâm cạo đầu, thầy cũng ráng cố gắng thầy cạo đầu cho ở lại. Nhưng mà nói thầy ơi, cạo đầu xong chiều con về được không? Thầy nói thôi cũng được, bây giờ biết làm sao. Thì chẳng qua là thầy nói xuất gia là phải ở lại chùa, chứ còn quay qua quay lại trốn mất, còn tóc thì nắm hết, tóc lấy đâu nắm. Nên thôi về đi con. Rồi, cái thứ tư mình rút kinh nghiệm là gì? Mình học được trong Phật, Đức Phật dạy là cái người mà làm cái việc này thì có quả báo này, người làm việc này có quả báo này. Nãy giờ mình đọc rất nhiều cái việc ai làm việc gì có quả báo này, đúng không quý vị? Đúng không? Đúng, vỗ tay lớn lên. Để ráng làm việc thiện, có quả báo tốt. Như vậy chúng ta không cần nói với nhau đâu. Chúng ta giác ngộ rồi, mạnh ai nấy ăn, mạnh ai nấy tu. Ta lo mà tu thôi, ta tự có trách nhiệm với bản thân mình. Người ta đi tu với mình nhưng mà sức khỏe người ta đâu có giống mình. Người ta đi tu với mình nhưng mà tuổi tác người ta đâu có giống mình. Nhận thức người ta đâu có giống mình. Mà bắt người ta giống mình đâu có được đâu. Cho nên bản thân thầy rất là dễ. Ai muốn ngồi thiền, đi kiếm cái gốc cây nào đó mà ngồi thiền. Người nào muốn tụng kinh, đi kiếm cái chỗ nào đó tụng kinh. Người nào thấy mình đi ra mình làm cho nó khỏe thì đi ra chấp tác. Rất là tự do. Nhưng mà không cho giải đãi. Đằng này á, thầy cho muốn làm cái gì làm, muốn tu kiểu nào cũng được. Cái nó ngủ tới 3-4 giờ thầy xuống thầy kêu vậy. Nó nói con muốn ngủ thôi. Ác với tôi chưa? Cho nên cái việc mà mình nhắc nhở là nhắc nhở thôi, chứ còn biết là căn tánh mọi người khác nhau, mình bắt người ta giống mình không có được đâu. Cho nên Phật tử thấy là có nhiều người ta về chùa, chứ còn họ đâu có phải tu đâu. Họ về chùa họ coi có ai tu làm sao. Họ về chùa để họ làm, họ làm giám sát. Họ giám sát luôn thầy. Nó ngồi không chỗ gì đó, thầy làm gần chết. Cái nó nói tu mà không có thanh tịnh gì hết. Đi đứng cho nó trang nghiêm đàng hoàng. Tôi nói công việc quá trời sao đàng hoàng. Tôi chạy lấp xúp cái đàng hoàng vậy. Phải không? Rồi bây giờ công việc đó, nó không có ai mà có ý thức trách nhiệm hết. Thì tôi phải la làng chứ tôi không la. Sao công việc nó xong. Cho nên cố đại lão hòa thượng thượng trí hạ tịnh. Ngài dạy phiền não khởi gia do đa sự, thị phi sanh chỉ vị đa ngôn. Tri túc an phận thân vô nhục, thiểu dục tri cơ tâm tự nhàn. Đó là tiếng Hán. Dịch ra tiếng Việt là phiền não mà nó sanh ra nhiều là do mình làm quá nhiều việc cho nên phiền não nó nhiều. Gọi là phiền não khởi giai do đa sự. Còn người ta nói đúng nói sai, ta chê ta khen là do mình nói nhiều quá. Cho nên hồi nãy giờ hơn tiếng đồng hồ nói mà chưa chịu nín nữa đó. Là thị phi sanh chỉ vị đa ngôn. Tri túc an phận thân vô nhục có nghĩa là mình tri túc là mình biết đủ. Mình an phận mình thì thân này không có nhục. Hiểu dục tri cơ tâm tự nhàn. Mình muốn ít thôi. Mình biết thời thì tâm mình nó nhàn lắm. Không có chuyện gì xảy ra. Rồi cái rút kinh nghiệm cuối cùng, đó là cái chúng sinh nó can cường khó độ. Do nó ham vui. Nó biết chứ không phải không biết. Nhưng mà ham vui cho nên nó khổ dữ lắm. Gọi là khổ vô cùng. Bây giờ Phật tử ai cũng biết hết á. Ai ở đây mà nói là tôi không biết đâu, cái gì cũng biết. Có điều một cái là mình không cưỡng lại được cái nghiệp của mình. Là ham vui. Ăn muốn ăn cho ngon, ngủ muốn ngủ cho kỹ. Không đưa ra cho mình một quy tắc để tinh tấn. Tinh tấn là vượt qua khỏi cái bản năng sinh tồn. Cái thói hư tật xấu nó tạo thành nghiệp của mình. Bây giờ mình tu là cái gì? Mình tu là mình lập cho mình một cái chương trình tu. Mấy giờ dậy, mấy giờ tập thể dục, mấy giờ tụng kinh, mấy giờ ngồi thiền, mấy giờ trì chú, mấy giờ đi làm. Nếu Phật tử ở đời
lập cho mình một danh sách, đừng bao giờ thích thì làm, không thích thì thôi. Thích thì ăn, không thích thì ăn thì bao tử nó đào. Thích thì ngủ, không thích thì thức. Chơi là trí não nó bất ổn, bữa nay nhớ mai quên. Mình quên nhiều là do mình ngủ không đúng giờ đúng giấc. Ngủ không đúng giờ là trí não mình nó giảm sút. Rồi cái ăn uống không đúng giờ, ăn quá nhiều hoặc ăn quá ít dẫn đến cơ thể của mình nó lên xuống bất ổn, dẫn đến mình bị vô thường chi phối, cho nên khổ đau dài dài. Hỏi tại sao trí tuệ con nó không có phát triển? Là bởi vì bản thân mình không có quy tắc để đào tạo trí tuệ. Rồi cuối cùng, trước khi dứt lời, quý vị nói theo thầy hai câu này rồi chúng ta hồi hướng. Quý vị cùng nói với thầy: huấn luyện cái thân thì nhờ động, huấn luyện cái tâm phải thiền định. Huấn luyện tâm khác với thân nên khéo mà huấn luyện. Chúc quý Phật tử thành người huấn luyện rất giỏi.